hai xin chào các bạn. Hôm nay lại tiếp tục chúng ta sẽ đến một bộ vàng L1 cơ bắp với hai trụ cho anh chị ở tại Tân Phú, ở Chợ Lân Viên. Lên căn phòng khá là mệt, mình phải thở chút xíu. Ok, thì ở đây là cái view như thế này, thì chắc các bạn và mọi người có thể thấy xem view cũng khá là ổn. Mình sẽ đi hai trụ L1 với Mixer KX180, micro có dây chuyên để cho một vị khách hát chuyên nghiệp hơn, đó là Audio Technica. Thì cái micro có dây này là với chỉ giá là 5 triệu mấy thôi, chỉ để tập hát, và một cái micro đơn giản để gia đình hát cho chơi thì nó chỉ có khoảng tầm 3 triệu mấy, và hệ thống bô L1 Compact và đầu karaoke Eric A10. Ok, giờ chúng ta hãy cùng lắp đặt cô bé thiết ngủ. Xong và đã set xong cho anh chị tại Tân Phú. Bộ vàng khá là ok và được đánh giá rất là tốt, rất là chuyên nghiệp. Cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ bên Tiên Vũ. Nhớ là đừng quên đăng ký, like và subscribe, và nhiều đóng góp ý kiến tại comment bên dưới để mình có thể cải thiện, nâng cấp về cái dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như dịch vụ đáp ứng cho khách hàng và nhiều nhu cầu. Hãy nhớ đừng quên góp ý cho Tiên Vũ. Bye, hẹn gặp lại trong clip sắp tới của mình.